Chào mừng các anh chị đến với khóa học Thực phẩm bổ sung protein. Trong khóa học này, các anh chị sẽ được tìm hiểu các nội dung như sau: Chất đạm và vai trò của chất đạm, Thực phẩm bổ sung protein từ Nutrilite. Thông qua tìm hiểu các nguồn cung cấp chất đạm, nhu cầu chất đạm đối với từng đối tượng sẽ giúp các anh chị dễ dàng trong việc lựa chọn nguồn chất đạm chất lượng cao bổ sung cho chế độ ăn hàng ngày của mình. Mời anh chị bấm trang sau để tiếp tục nội dung. Để thuận tiện cho việc học, các anh chị vui lòng chú ý tới các biểu tượng ở bên trái màn hình. Mục lục để chọn các phần của khóa học. Trang chủ để quay về trang chủ. Phát lại để xem lại trang hiện hành. Tài liệu để xem các tài liệu liên quan đến khóa học. Trợ giúp để giải đáp các thắc mắc về cách học. Trang trước để quay về trang trước. Phát, dừng phát hoặc dừng trang hiện tại. Trang sau, đi tới trang kế tiếp. Mời anh chị bấm trang sau. Protein là gì? Protein hay còn gọi là chất đạm là một dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để sản sinh, sửa chữa và duy trì cơ bắp. Là một phần của mọi tế bào, cơ bắp và cơ quan trong cơ thể chúng ta. Protein được cấu tạo từ các axit amin. Các protein này sẽ không ngừng bị phá vỡ và thay thế 20 loại axit amin cần thiết cho cơ thể, kết hợp tạo nên các loại protein khác nhau. Chính trong số 20 loại này là các axit amin thiết yếu, vì chúng không do cơ thể sản sinh mà có nguồn gốc từ thực phẩm. Protein có trong thực phẩm mà chúng ta ăn vào sẽ được tiêu hóa và chuyển thành axit amin, giúp thay thế lượng protein đã bị phá hủy trong cơ thể. Tùy vào loại axit amin mà protein cung cấp cho cơ thể, chúng ta chia protein thành hai loại: protein hoàn chỉnh và protein không hoàn chỉnh. Ở người trưởng thành, số axit amin thiết yếu cần thiết là 8 loại, còn đối với trẻ em, số axit amin thiết yếu cần thiết là 10 loại. Protein hoàn chỉnh giúp cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu, như chúng ta đã biết, axit amin thiết yếu là những axit amin mà cơ thể không có khả năng tổng hợp được mà phải bổ sung thông qua các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm có nguồn gốc động vật. Protein hoàn chỉnh có nguồn gốc từ động vật như thịt, cá, trứng, sữa. Protein không hoàn chỉnh chỉ chứa một số các axit amin thiết yếu có trong ngũ cốc và các loại hạt. Việc có sẵn trong thiên nhiên một khối lượng lớn với giá rẻ nên protein thực vật có vai trò quan trọng đối với khẩu phần của con người. Theo khuyến nghị về dinh dưỡng, năng lượng được cung cấp từ protein trong bữa ăn hàng ngày là 15%. Trong đó, 1 gram chất đạm sẽ cung cấp cho cơ thể 4 kcal năng lượng, tương đương với năng lượng cung cấp từ 1 gram bột đường. Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu tầm quan trọng của chất đạm đối với cơ thể. Đầu tiên, chất đạm giúp xây dựng cơ thể thông qua xây dựng các tế bào, từ đó tạo mô và các cơ quan hoàn chỉnh Chất đạm giúp xây dựng hệ miễn dịch như các tế bào bạch cầu, kháng thể, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công từ phía bên ngoài. Bên cạnh đó, chất đạm cung cấp thành phần cấu tạo nên các men, enzyme và nội tiết tố, hormone của cơ thể. Và cuối cùng, chất đạm cũng là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể sau bột đường và chất béo. đối với các vận động viên và những người hoạt động sức bền thì cần nhiều chất đạm hơn. Vận động viên cần một hai đến một bảy gram trên một kg trọng lượng cơ thể hàng ngày, còn những người hoạt động sức bền cần một hai đến một bốn gram trên một kg trọng lượng cơ thể hàng ngày. Có phải cứ cung cấp cho cơ thể đủ số lượng chất đạm cần thiết mỗi ngày là chúng ta đã hoàn toàn có một cơ thể khỏe mạnh? Điều quan trọng là đủ nhưng đủ về số lượng hay chất lượng. Chúng ta có thể phân tích nguồn đạm từ sữa có chứa lacto và chất béo bão hòa, nguồn đạm từ thịt, cá, trứng có chứa cholesterol và các chất béo bão hòa. Trong khi đó, nguồn đạm từ thực vật cũng có lượng chất béo bão hòa, tuy nhiên với tỷ lệ thấp và không có cholesterol. Vậy, đạm chất lượng cao hay protein chất lượng cao thì cần những yếu tố nào? Protein chất lượng cao là loại protein cần cung cấp đủ chín axit amin thiết yếu, không chứa cholesterol, ít chất béo bão hòa, dễ tiêu hóa và có chỉ số BDCAAS, tức là chỉ số hấp thu các axit amin bằng 1. Để có thể hội đủ những yếu tố này, chúng ta cần bổ sung protein từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp cho cơ thể một lượng protein chất lượng cao cung cấp một nguồn protein chất lượng cao sẽ giúp cho cơ thể anh chị khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Vì protein chất lượng cao cung cấp các axit amin cần thiết để duy trì khối lượng cơ bắp và củng cố khối lượng xương. Ngoài ra, một số nghiên cứu báo cáo rằng khi cung cấp khoảng một phần tư lượng calo hàng ngày sẽ hạn chế việc ăn quá nhiều, giúp quản lý cân nặng của mình. Theo các nghiên cứu đã được chứng minh nguồn chất đạm từ đậu nành có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe tim mạch. 25 gram protein đậu nành hàng ngày sẽ làm giảm LDL cholesterol ở người có mức cholesterol cao. Đạm từ đậu nành thay thế các protein chứa chất béo không tốt, độ bảo hòa cao trong chế độ ăn uống, đồng thời làm giảm rất nhẹ lượng cholesterol từ 2% đến 4% ở những người có mức cholesterol bình thường. chính vì nhận thấy tác dụng vô cùng tuyệt vời của nguồn đạm từ đậu nành, em quay đã nghiên cứu và sản xuất ra thực phẩm bổ sung protein thực vật và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein vị sô cô la. Thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein thực vật với các thành phần chính từ đậu nành, lúa mì và đậu Hà Lan nên có thể phù hợp với mọi đối tượng Khi sử dụng sản phẩm protein thực vật của Nutrilite sẽ giúp bổ sung đạm thực vật cho người có mỡ trong máu cao hoặc bổ sung cho người có chế độ ăn ít đạm. Sử dụng sản phẩm mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ưu điểm của thực phẩm bổ sung Nutrilite protein thực vật là không chứa đường lactose, cung cấp đủ 9 loại axit amin thiết yếu, cung cấp 40 kcal năng lượng trên một khẩu phần ít chất béo và không cung cấp cholesterol. Chỉ số hấp thụ các axit amin thiết yếu là 1. phù hợp cho người ăn chay, dễ dàng pha chế và kết hợp theo sở thích của người dùng. Ngoài ra, thực phẩm bảo vệ Nutrilite Powder Protein vị sô-cô-la là sản phẩm có thành phần protein từ đậu nành phân lập và cocoa. Trong đó, nguồn đậu nành phân lập được sản xuất bảo quản và kiểm soát từ khâu chọn hạt giống đến khâu thành phẩm nhằm giảm thiểu các hạt đậu nành biến đổi gen. Khi sử dụng thực phẩm bảo vệ Nutrilite Protein vị sô cô la, giúp cung cấp chất đạm từ đậu nành, bổ sung cho chế độ ăn ít đạm, hỗ trợ xây dựng và tái tạo cơ bắp, giúp duy trì sức khỏe. Ưu điểm của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein vị sô cô la là hàm lượng lacto thấp dưới 0,5 gram, cung cấp đủ chín loại axit amin, cung cấp từ 80 đến 120 kcal năng lượng trên một khẩu phần, ít chất béo và không cung cấp cholesterol. Chỉ số hấp thu các axit amin thiết yếu là một, dễ dàng pha chế và kết hợp theo sở thích người dùng. Một lần nữa, nhìn vào bảng so sánh giữa hai sản phẩm, chúng ta có thể thấy hai sản phẩm đều có ưu điểm gần như giống nhau. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Protein Powder vị sô-cô-la cung cấp nhiều năng lượng hơn. Thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein thực vật phù hợp hơn cho đối tượng ăn chay hơn vì không chứa thành phần lacto nào. Đối tượng sử dụng của sản phẩm này là những người có nhu cầu về cung cấp protein cho cơ thể, đồng nghĩa rằng tất cả mọi người đều là đối tượng sử dụng của sản phẩm này. Trong đó, đặc biệt nhất phải kể đến phụ nữ mang thai, người ăn kiêng, người ăn chay, người lớn tuổi và trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Để thuận tiện cho việc pha chế, anh chị có thể sử dụng chung với bình pha chế Nutrilite Protein Powder. Mời anh chị bấm trang sau để đến với bài kiểm tra cuối khóa.